Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. đài hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà SBTN Home Shopping Lockholm để đặt mua hoặc liên lạc 888 500 2018. Giá CD chỉ có 10 đô la. Chân trọng kính chào quý khán giả theo dõi xoáy tin với đổ dụng và mãi phi Long Um, trên cuộc đời này đôi khi chúng ta thấy một số chuyện nghĩ rằng không có gì hợp lý cả đôi khi ở sát với nhau một bên không nói chuyện được mà phải nhờ một người đó rất là xa xôi để rồi nói chuyện với người sát bên mình mà không những thế trên cái thế trận quốc tế cái người sát bên mình lại người nói cùng một thứ tiếng với mình mình không nói được phải nhờ một người khác nói cái tiếng khác mới nói chuyện được cái người Cùng nói một ngôn ngữ với mình Đó là câu chuyện anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay Và chuyện này liên quan đến ai thưa Hàn Dũng à, Đó là liên quan đến Quan hệ giữa Nam Bắc Triều Tiên Và Việt Nam Ngày hôm qua quý vị coi chương trình SBTN Morning Chắc đã nghe tôi đưa cái tin Là ông Tổng thống Muzain của Nam Hàn Gọi điện thoại Cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam Chúc mừng ông Trọng Tái đắc cử trước Tổng Bí Thư Vân Vân vâng ông Trọng phải chúc mừng Nam Hàn vừa được Liên Hợp Quốc xác nhận là quốc gia đã phát triển. À. Đó, chuyện thì có vậy thôi nhưng mà trong đó đó ngoài <laughs> cái chuyện mà gọi qua chúc mừng này kia đây lần đầu tiên hai người nói chuyện kể từ khi mà ông Trọng tái đắc cử trước tổng bí thư thì phát ngôn viên của dinh tổng thống Nam Hàn cho biết là ông Moon jin có nhờ ông Trọng giúp để mà đối thoại với Bắc Hàn đó, câu chuyện thì có vậy Nhưng mà đặc biệt nha Truyền thông Việt Nam trong nước ngày hôm qua là họ, tất cả đều đưa cái tin này Nhưng không đưa cái chi tiết Mà ông Mu nhờ ông trọng Tức là nhờ Việt Nam làm cái chuyện trung gian nối kết lại Bắc Hàn Đó Thì vì sao mà Nam Hàn nhờ Việt Nam trong chuyện này Đó là cái chính tôi muốn nói thì trước khi mà nói cái chuyện này để kể cho quý vị nghe một câu chuyện khá là bất ngờ Năm 2019 chắc quý vị biết Việt Nam đã tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un lần thứ 2 gặp nhau Họ gặp nhau vào tháng 6 năm 2019 À 2018 xin lỗi quý vị Ở tại Singapore Không tới đầu đến tháng riêng Và tháng 2 năm 2019 họ gặp nhau tại Hà Nội Nội cái chuyện mà hai bên đồng ý gặp nhau ở Hà Nội đã làm cái chuyện lạ tại sao gặp nhau ở nước khác luôn ta bảo thụy sĩ hay là phần lan này kia không mà cuối cùng bắc hàn chọn việt nam đương nhiên mỹ chọn việt nam cũng phải được ông bắc hàn đồng ý mới được đúng không thì mới được thì chính đó là cái điểm mà làm cho người ta thấy nó lạ và nó lạ hơn nữa là sau khi ông Donald Trump và ông Kim Jong Un ngồi xuống ở khách sạn Metropole ở Hà Nội để đàm phán về vấn đề nguyên tử rồi buôn bán này kia nói chuyện chút xíu hai ông đứng dậy ra bởi vì hai bên không không đạt thỏa thuận nào cả ông trump bực mình rời khỏi khách sạn trở về khách sạn marriott jw marriott ở mỹ đình mở cuộc họp báo và tố cáo là bên này không có trung thực này kia rồi sau là leo lên máy bay đi về sớm hơn một ngày sau đó thì truyền thông người ta mới tiết lộ là ông Trump có mời ông Kim Jong Un cho qua giang về Bình Nhưỡng nếu muốn bởi vì ta biết là ông Kim Jong Un đi bằng xe lửa từ bên Bắc Hàn đi xuyên qua Trung Quốc đến Đồng Đăng Việt Nam bắt từ Đồng Đăng đi xe hơi đến Hà Nội thì lúc về xe lửa chạy về đi leo lên em phục quan của anh anh chở của chú chú chở con về nhưng ông Kim Jong Un đã từ chối Trời ơi, được đi với ông Donald Trump mà bay F1 mà về Bắc Hàn thì oách quá thì nữa Bảo đảm quý vị là không tiền khoáng hậu luôn Nâng cái nâng cái tầm gọi là quốc tế của ông Kim Jong Un đã được nâng lên rồi nâng lên dữ nữa đúng không? Nhưng mà ông không đi Vì sao không đi? Sau này người ta phát hiện ra là ông ở lại để thăm chính thức Việt Nam Thì đúng quả đúng vậy ngày hôm sau Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Kim Jong Un ở Ba Đình Trái tham đỏ Duyệt hàng quân danh dự à, Điều đó cho thấy rằng là gì Sau này bây giờ người ta thắc mắc Không biết là ông Kim Jong Un đến Hà Nội Mục đích chính là gặp ông Trâm hay là gặp ông Trọng Ông Trọng luôn là Tổng Bí Thư Kim Chủ tịch nước nha Đó Thì bây giờ mình không biết Nhưng mà sự kiện là như vậy Thế giả sử như mà cái chuyện thứ hai nó đúng Thì rõ ràng Nam Hàn cũng thấy được cái điều này Là cái Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong cái chuyện mà nói chuyện với lại Bắc Hàn và ngày hôm qua trên chương trình FBD Morning tôi có cho cái ví dụ là giống như quan hệ Việt Nam với, với Bắc Hàn nó lâu đời chả có lợi bao nhiêu nhưng mà vẫn giữ để đẹp ngày nó sử dụng như lúc này tôi cho cái ví dụ ông Long là nuôi tôi mấy chục năm rồi đó Thế bây giờ chúng tôi đi lại cái những gì bắt đầu giữa Bắc Hàn và Việt Nam mà dẫn đến cái chuyện ngày nay mà Bắc Hàn tin Việt Nam vậy và Nam Hàn tin rằng Việt Nam sẽ nói chuyện được Bắc Hàn Xin mời anh quan hệ của hai bên up and down nó có lúc lên lúc xuống lúc nào cũng vẻ Thưa quý vị, ông Kim Jong Un gặp ông Trump ở tại Hà Nội năm 2019. Thì thưa quý khán thính giả thì năm cái lần đầu tiên mà lãnh đạo một lãnh đạo Bắc Hàn mà đến Việt Nam lại là ông nội của ông Kim Jong Un là ông Kim Nhật Thành đến Việt Nam năm 1964. Vâng. Thì bao nhiêu năm anh? Uh, 50 uh, tính đến năm 2009 này, là 2019, 54, năm, 2019, 2019, 55 năm 55 năm, tức là hơn nửa thế kỷ thì mới có cái sự mà đi qua thăm nh thăm nhau như thế Thì nói cái chuyện đó chúng ta thấy rằng là có nhiều vấn đề nằm đằng sau Trong thời gian mà trước năm 1975 Thì Việt Nam và Bắc Hàn của thời ông nội và ông bố của ông Kim Jong-un này Họ có một cái lập trường chung thứ nhất là cộng sản. Thứ hai là cùng trên một cái hệ gọi là chống Mỹ. Nhưng mà sau khi bên phía Việt Nam mà họ ở, ở miền Bắc vào thôn tính được miền Nam năm 1975 tình hình đổi khác. Chắc quý vị cũng còn nhớ. Trong thời gian mà trước 75 Trung Quốc là là cái nơi mà là viện trợ cho cộng sản Việt Nam nhiều nhất về nhiều mặt kinh tế lẫn quân sự nhưng mà sau năm 1975 chuyện nó khác thời dưới ông Lê Duẩn là chống Trung Quốc và thân với phía nga xô thì cái câu mà trong thời gian đó nếu chúng ta thấy rõ ràng thời gian sau này bên phía Bắc Hàn lại rất gần với Trung Quốc nếu mà chúng ta không muốn nói Trung Quốc là chỗ dựa cho Bắc Hàn thì nổi cái chuyện là ngay trong thế giới cộng sản Việt Nam và Bắc Hàn đang mỗi bên một bên chọn thân với ông nga một bên chọn ông trung quốc nó có một cái sự khác biệt rồi sau đó nữa khi việt nam bắt đầu mở cửa kinh tế sau năm 1986 thời ông nguyễn văn linh mở cửa thì việt nam bắt đầu có một cái gọi là bình thường hóa với nam hàn quý vị thấy cái chuyện đó rất là rõ ràng mà khi việt nam bình thường hóa với nam hàn hình như năm 1992 92. thì thưa quý vị bắc hàn đương nhiên họ sẽ không nhìn việt nam cộng sản bằng một cái con mắt giống như ngày trước. Khi hai bên có cái chung và có những cái cũng là bất đồng với nhau thế ạ. Vâng, cái quan hệ này của Bắc Hàn và Việt Nam nó bắt đầu từ năm 1950. Khi đó ông Kim Nhật Thành và ông Hồ Chí Minh được coi là hai trong những cái người gọi là chính sĩ phong trào cộng sản thế giới, họ giống nhau. Họ hoạt động với nhau và khi họ thành lập nhà nước, họ y chang với nhau cách điều hành xã hội chính quyền nhau và đã có lúc ông Kim Nhật Thành ông Hồ Chí Minh coi như là anh em máu mủ thì nó mới đến cái là quan hệ tốt như vậy và nhanh Long nói năm 64 ông Kim Nhật Thành qua thăm Hà Nội đó. thì thực ra bắt đầu là hai bên coi như là coi Mỹ lúc đó trong cuộc chiến nào Nam là kẻ thù chung nhưng mà đến năm không phải đến năm 75 không năm 75 là nó 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 nó, nó còn cái là nặng hơn đó. thực ra là năm 73 là Bắc Hàn bắt đầu lạnh nhạt Việt Nam bởi vì sao lúc đó Bắc Việt ký hiệp định Paris với lại Hoa Kỳ để Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Việt Nam đối với Bắc Hàn anh chăn gối với kẻ thù đúng chưa tôi với anh là đồng chí với nhau bây giờ đi ký ngồi với bàn hội nghị của đế quốc thứ nhất là về mặt lý ý thức hệ điểm thứ hai khi Mỹ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam thì Mỹ sẽ gia tăng quân đội ở bán đảo Triều Tiên Bác ừ. Bắc Hàn không hài lòng chuyện đó thấy chưa bệnh rút chỗ này sẽ ra chỗ kia thành ra quan hệ nó xuống xuống rồi đến năm 75 nhân Long nói khi mà cuộc chiến chấm dứt thì cũng ok nhưng mà đến năm 79 khi mà Việt Nam tấn công và xâm lăng Cambodia thì Bắc Hàn lên án Bắc Hàn không muốn Việt Nam có cái ưu âm mưu là biến Lào Việt Nam Cambodia thành bán đảo Đông Dương mà lúc đó Bắc Hàn nó quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với Campuchia rất tốt tức là cũng rất là sát nút và Bắc Hàn lúc đó là một chư hầu của được coi như một nước chư hầu Trung Quốc đương nhiên phải lên án Việt Nam chuyện này Việt Nam bực ghê lắm rồi đến năm 79 cũng tháng 2, cái giữa tháng riêng là giải phóng Campuchia đúng không thực ra đánh nhau rồi năm 77 thường mà trước đó là 75 là đánh rồi mà ngày tháng riêng tôi nhớ nếu tôi nhớ không là ngày 7 tháng riêng 79 là Việt Nam giải phóng Cambodia thì ngày 12 tháng 19 tháng 2 năm 79 14 tháng 19 tôi biết là 14 tháng 2 đại khái tháng 2 năm 79 là một tháng sau Trung Quốc tràn vào đánh Việt Nam Bắc Hàn hoàn toàn im lặng 17 17 anh. 17 tháng 2 ừ. đúng rồi cảm ơn anh Bắc Hàn hoàn toàn im lặng Việt Nam bực ghê lắm nhưng mà họ vẫn giữ cái quan hệ đó vẫn giữ cái quan hệ đó có thể là thấp xuống chứ nhưng mà không cắt đứt quan hệ rồi còn những chuyện gì đó trong cái quan hệ Việt Nam và Bắc Hàn mà dẫn đến cái chuyện ngày nay Nam Hàn nhờ Việt Nam chúng tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng làm màn hình SBTN